Chào mọi người, mình là Hân 26 tuổi. Thực sự thì bản thân mình hay bất cứ cô gái nào cũng đều mong muốn bản thân sẽ gặp được một người chồng tốt, một gia đình chồng không mấy khắc khe. Nhưng mà mong là một chuyện, còn thực tại nó lại là một câu chuyện khác. Năm ngoái mình đã lên xe hoa, bỏ cuộc chơi cùng đám bạn báo thủ, theo chồng về làm dâu hiền vợ Thảo. Vợ chồng mình thì cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, tiền lương cũng chỉ đủ thuê căn nhà nhỏ. Nhưng chúng mình sống cũng rất vui vẻ, Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu phát sinh khi mình chuyển về ở cử tại gia đình chồng khi sinh em bé. Thấy mình về nhà, bố mẹ chồng cũng rất tinh ý dọn dẹp lại phòng cũ cho thoải mái một chút. Mẹ chồng lại còn thường xuyên nấu cho mình, ăn những món ăn ngon, bổ dưỡng, đôi khi còn có chút đắt tiền nữa. Mẹ chồng thoải mái như thế khiến mình ở cũng rất vui vẻ. Mình cũng biết ý đưa 20 triệu cho bà để mẹ đi chợ và mua đồ ăn cho cả gia đình luôn. Nhưng mẹ chồng mình lại từ chối, không nhận còn nói còn để lại tiền đấy cần chi tiêu gì thì chi tiêu mẹ không lấy ở đây với mẹ là mẹ vui rồi chăm con chăm cháu có gì đâu mà tiền với trả nông nghe mẹ chồng mình nói vậy mình cũng thấy cảm động nhưng mà cũng hơi ạ à ngại á mọi người mẹ không lấy tiền nên nhiều khi mình cũng không dám đòi hỏi mẹ về bất cứ thứ gì thế nhưng mà mẹ chồng mình không những không nhận tiền mà còn chăm lo cho mình ở cửa còn tốt hơn trước ba bữa ăn mỗi bữa một khẩu phần khác nhau, lại còn ăn phụ. Lúc đó mình đã cảm thấy mình rất có phúc khi có mẹ chồng như thế, chăm con dâu còn hơn là con đẻ của mình. Thế nhưng mà đến buổi tối hôm đó, sau khi mà tháng ở cử đầu tiên kết thúc, mẹ chồng mình gọi cả chồng mình về, bảo hai đứa mình ra nhà nói chuyện. Lúc vừa ngồi xuống, mẹ chồng đặt xuống một tờ giấy. Trời ơi, mình bàng hoàng khi biết trong đó ghi tiền ăn ở cử của mình một tháng qua. Bữa ăn chính giá là 50.000 một bữa, ăn phụ là tổng một ngày mình ăn là khoảng 210, 30 ngày thì chính xác mình phải trả cho mẹ là 6 triệu ba. Mẹ chồng còn lên tiếng nói, tiền ăn thì mẹ lấy, còn tiền điện, tiền nước thì thôi, mẹ cho. Sợ hơn là cả bố chồng lẫn chồng mình còn thúc giục mình mau nộp tiền cho mẹ. Chồng còn hơi khó chịu bảo, em nhanh lên đi, lấy tiền đưa cho mẹ, để mẹ còn đi làm chuyện khác nữa chứ. Không phải là mình tiếc tiền, mà rõ ràng trước mình có đưa tiền cho mẹ nhưng bà không nhận, xong bây giờ bà lại làm cho trò này làm mình thấy như kiểu bản thân không biết ý, không quan tâm gì đến nỗi lo tiền bạc của mẹ chồng biết. Với cả chuyện lấy tiền ở cửu như này, mình thấy cũng bình thường. Cơ mà mẹ chi ly từng đồng như thế này khiến mình hơi hãi. Mình tự trách mình khi không dứt khoát đưa tiền cho mẹ, để cho nó không có sự việc như hôm nay. Thế là mình về nhà đẻ khóc bù lu bù la lên, trách mẹ chồng quá đáng khi làm như thế, nghĩ tương lai chắc cũng không nhờ được gì gia đình chồng nhưng mình đã nhầm khi chứng kiến tiệc thôi nôi mà ông bà nội làm cho cháu mẹ chồng mình trước mặt chồng và bố mẹ ruột mình cùng họ hàng lấy ra một chiếc hộp trong đó có năm cây vàng và một chiếc lắc chân bạc kèm một tờ hóa đơn mẹ chồng mình phân giải anh chị xuôi cùng họ hàng thì nay tôi và bố chúng nói trước là tặng chỗ vàng này cho con dâu vì đã vất vả vượt cạn vượt khổ xin cho chúng tôi đứa cháu nội đầu tiên sau cũng là muốn giúp vợ chồng con cái có vốn để mua nhà Mẹ chồng mình cũng giải thích lấy tiền ở cử của con dâu cũng là bất đắc dĩ, vì tiền của ông bà dành dụm mua vàng cũng có hạn, lại sợ con dâu ngại không nhận nên mới phải làm việc như thế. Mẹ chồng nói con yên tâm nhận số vàng này, vì trong đây cũng có số tiền mà con bỏ ra trong 3 tháng ở cử. Mẹ hy vọng là con không trách mẹ và trách chồng là mẹ bảo nó giấu con đấy con nha. Nghe đến đây, mình chỉ biết tự trách chính mình ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, lại còn trách mẹ chồng quá đáng trong khi bà hết lòng vì con, vì cháu, vì gia đình nhỏ của chúng mình. Tối đó, mình chỉ biết cảm ơn mẹ hết lần này đến lần khác. Trước đây là mình sợ sống chung với gia đình chồng, nhưng bây giờ thì khác, mình đã hiểu mẹ, hiểu cách sống của bà và gia đình nhà chồng nên mỗi lần về quê chồng mình đều rất thoải mái y như là ở nhà của mình vậy. Đó. Nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc trao nhau nụ hôn và nói lời thề ước, trong lòng tôi cũng có chút ghen tị, nhưng không sao. Anh ấy cũng từng thuộc về tôi rồi. Tôi và Vi là bạn từ thuở nhỏ. Vi là một đứa con gái có vẻ đẹp dịu dàng, tính cách hiền lành ôn hòa. Nó còn rất giỏi nữ công gia chánh, khiến ai cũng yêu quý. Tôi cũng được nhận xét là xinh xắn, nhưng tính cách lại có phần mạnh mẽ đanh đá. Trái tính nhau là thế, nhưng hai đứa chúng tôi rất hợp nhau và chơi thân mười mấy năm trời. Bao năm qua tôi chẳng quan tâm chuyện yêu đương, luôn thờ ơ với mọi con trai xung quanh. Cho đến năm ba đại học, tôi gặp được anh Hải ở chỗ làm thêm. Chẳng hiểu sao cái nét hoạt bát năng động của anh lại thu hút tôi. Đi đến đâu anh cũng luôn là tâm điểm chú ý và là cây hài của mọi người. Vì cùng ca làm việc và cùng trường nên tôi và anh Hải chẳng mấy chút mà thân nhau. Chúng tôi cũng rất ăn ý trong những trò đùa của anh. Mỗi ngày tôi đều mong chờ đến lúc được đi làm cùng anh. Một hôm Vi đến tìm tôi, cô bạn xinh xắn trong chiếc váy hoa màu xanh, cười một cái gương mặt sáng bừng, khiến mấy thằng con trai làm cùng tôi phải xuyết xoa hỏi thông tin của Vi. Ban đầu tôi cũng tự hào lắm. Khi có một cô bạn như vậy, cho đến khi anh Hải xin tôi Facebook của Vi, thì trong lòng tôi lại trào lên một nỗi tức giận và ghen tị. Thế rồi trong mỗi câu chuyện của anh Hải với tôi, bắt đầu có sự xuất hiện của Vi. Mỗi lần nhắc đến Vi, gương mặt anh đều hiện rõ vẻ vui vẻ. Vi cũng vậy, Vi kể cho tôi nghe anh Hải thú vị như nào, hay là những buổi đi chơi riêng của hai người. Họ vui vẻ, nhưng lòng tôi thì đau như bị ai cứa. Tình yêu đơn phương sao lại đau khổ như vậy? Nhưng tôi không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm đó. Vì là bạn thân tôi, cô ấy vẫn hồn nhiên kể cho tôi nghe mọi thứ về anh. Thì ra khi yêu, anh cũng lãng mạn như vậy. Điều đó càng làm tôi lún sâu hơn vào tình yêu đơn phương đó. Mỗi đêm đi ngủ, tôi lại thầm ước giá như người yêu của anh là tôi, chứ không phải là Vi. Tôi ghen tị với Vi, nhưng tôi không thể ghét Vi được đó là người bạn thân nhất của tôi. Để giải thoát mình khỏi mớ bồng bông này, sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định vào Nam để làm việc. Thời gian trôi qua đã 3 năm, tôi cũng quen với cuộc sống trong này và dần kết thúc mọi mối quan hệ ở ngoài kia, kể cả với Vi và anh Hải. Tôi bỏ theo dõi hai người và luôn lấy lý do bận để không nói chuyện. Vào trong này tôi cũng dần thay đổi, tôi học trang điểm và ăn mặc có gu hơn. Rất nhiều người tán tỉnh tôi, nhưng không ai làm tôi thấy hứng thú như mối tình đầu đơn phương đó. Tôi chỉ quen được vài tháng rồi lại chia tay. Cho đến khi tôi gặp lại anh Hải, anh là đối tác của công ty tôi và vào đây làm việc hai tháng để hỗ trợ một dự án. Gặp lại anh cả hai đều rất bất ngờ. Ngày tối hôm đó anh mời tôi đi ăn. Chẳng thể từ chối được tôi đành đi theo. Tối hôm đó chúng tôi ôn lại kỷ niệm. Anh nói vì rất nhớ tôi và chẳng hiểu sao tôi lại lặng sâu như vậy. Chẳng ai liên lạc được gì cả. Thời gian anh ở đây, ngoài những lúc làm việc tôi và anh lại cùng nhau đi ăn, đi chơi rất vui vẻ. Thành phố này có nhiều điều thú vị và hấp dẫn quá, chẳng hạn như là em. Trong cơn say anh Hải thì thầm vào tai tôi. Đêm hôm đó chúng tôi đã có một đêm nồng cháy bên nhau. Khi đã say, đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ còn cảm xúc làm chúng tôi thăng hoa. Khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, trái ngược với sự bối rối của tôi thì anh khá là bình tĩnh. Anh cũng thổ lộ hết lòng mình với tôi đêm qua không phải anh say đấy là cảm xúc thật của anh với em anh nói vì là cô gái tốt phù hợp để làm vợ nhưng người làm anh say mê cảm thấy muốn được yêu lại là tôi ở bên em anh luôn vui vẻ có cái gì đó ở em rất hấp dẫn làm anh không thể ngừng nhớ về em được biết đó là điều sai trái không thể tha thứ nhưng tôi và anh không thể ngừng cuốn vào nhau được mỗi lần anh về lại hà nội là những ngày tôi mong chờ anh vào đây và thuộc về tôi tôi chấp nhận là người yêu bí mật của anh ở trong này Chẳng hiểu sao cả tôi và anh có được. Dù không danh phận, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến bao giờ. Đôi lúc tôi cũng thấy hối hận, thấy có lỗi với Vi. Nhưng chuyện tình cảm sao bắt nó nghe theo lý trí được? Chẳng phải trái tim cũng đang nằm lệch về bên trái hay sao? Chào mọi người, tôi là nữ tên Hạnh Phúc. Nhưng mà hình như cuộc đời tôi lại trái ngược hoàn toàn với cái tên. Một người 29 tuổi đã phải ly hôn chồng hậu ly hôn lại lao đao vì trai trẻ lừa tình mà cứ ngỡ như là mai đẹp tini Chẳng là tôi và chồng sau 2 năm chung sống mà không thể có con, đặc biệt là con trai như gia đình chồng mong muốn. Thế cho nên anh ta đã đề nghị ly hôn tôi và đổ cho tôi cái mát là con đàn bà thiếu chức năng sinh sản. Dù đã đi khám bác sĩ và nó vẫn bình thường, anh ta còn thường xuyên dẫn người tình về nhà, khiến tôi phải nhanh chóng cuốn gói khỏi ngôi nhà từng được gọi là tổ ấm. Hậu ly hôn, Tôi không những có được một khoản lớn của tiền phân chia tài sản hôn nhân, mà việc kinh doanh của tôi cũng ngày một phát đạt. Tôi đã trở thành một phú bà có cả tiền lẫn sắc vì biết chăm chút cho bản thân hơn. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Ở độ tuổi 35 cần bờ vai dựa vào này, tôi cũng cô đơn đó thôi. Dù nhiều lần được cưa cẩm, gặp cả những trường hợp chán cơm thèm vỡ, nhưng thật sự một lần đổ vỡ đã khiến tôi chẳng còn hào hứng như trước nữa. Sau nhiều lần trăn trở, tôi quyết định từ bỏ vào giỏ hàng cho tôi một tình nhân trẻ, lấy tiền của tôi để mua. Sự tự nguyện của họ, và thế là tôi gặp Phong trong một buổi team building của công ty. Phong kém tôi khoảng 12 tuổi, trước biết cách chịu phụ nữ, lại khiến tôi ngày đêm mong nhớ về những câu nói ngọt ngào cậu gửi tặng cho tôi. Một thời gian sau, Phong chính thức trở thành cậu trai nuôi mà tôi cất giữ cho riêng mình. Phong và tôi là nhân tình ăn ý trong mọi thứ, vì thế cho nên không bao giờ tôi để cậu phải trời đi khi túi không nặng vì tiền. Đây không phải là do tôi dạy đem tiền cho trai, mà khi nhân tình trẻ nhiệt tình đáp ứng những nguyện vọng của tôi, thì tôi cũng sẽ chủ động đáp ứng nhu cầu về tiền của Phong. Sau một thời gian mặn nồng, Phong luôn thề thốt với tôi là sẽ ở bên tôi trọn đời, vì cho rằng giờ cuộc sống hiện tại, miễn là hạnh phúc, thì cách nhau bao nhiêu tuổi cũng chẳng nhầm nhò gì. Lại còn bảo, anh sẽ đưa Phúc về với gia đình của anh, thêm phúc là thêm tài thêm lộc tôi cũng vui vẻ đồng ý lại còn gửi tiền cho phong đưa về để bố mẹ chồng tương lai có thể sửa sang nhà cửa còn cả chịu trách nhiệm đóng học phí cho em trai của phong như một điều mà chị dâu tương lai nên làm ngày nào tôi cũng trông ngóng được về nhà phong tôi háo hức tới mức chuẩn bị sắm sửa mọi thứ chiều chủ nhật hôm đó tôi cùng phong ra trung tâm thương mại quẹt cả tỷ tiền mua sắm cho nhà chồng tương lai Ngày hôm sau tôi còn mua dứt luôn con xe Hyundai làm quà ra mắt nhà Phong. Phong ở quê, mỗi lần đi lại cũng bất tiện, chỉ bằng sắm lấy một chiếc, về sau hai vợ chồng về quê cũng đỡ vất vả. Sau đó ít hôm, Phong bảo tôi về quê một tháng trong nơm thợ xây sửa nhà để lấy tôi làm vợ và chuẩn bị một số thứ khác cho đám cưới. Tôi vui lắm, đòi Phong cho mình về cùng, nhưng anh lại bảo thương tôi, không muốn tôi về quê lam lũ làm gì xa nhau được hai tuần thì tôi nhớ anh không chịu nổi nữa mây hỏi đường tìm đến khu nhà anh định tạo bất ngờ cho phong nhưng ai dè chính tôi mới là người phải bất ngờ đến ngã ngửa khi phát hiện ra một sự thật hỏi bao nhiêu người trong làng cuối cùng người ta cũng chỉ cho tôi đến nơi trước mắt tôi là cảnh đám cưới linh đình lẫn lộn trong đám khách khứa đông đúc tôi nhìn thấy phong nhưng sao phong lại mặc vết của chú rể tôi hoảng hốt định lao vào chất vấn phong thì hắn đã vội kéo tôi ra khỏi đó và đe dọa tôi nếu làm ầm lên khiến phong mất mặt thì phong sẽ tung clip nóng của tôi vào phong cho mọi người cùng biết sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng tôi không thể đánh mất nên đành ngậm ngùi ra về lúc đó mấy người lạ hỏi tôi là ai thì tên khốn này còn bảo tôi chính là bà phúc nhà hảo tâm chăm sóc phong cùng gia đình cậu ấy thay vì là vợ sắp cưới như phong đã hứa hẹn trời tôi nghe xong mà như xét đánh ngang tai tôi đã bị sự nhiệt tình của nhân tình trẻ bấy lâu nay lừa dối phong sau hôm đó không hề hối lỗi mà còn quá quát nhắn tin cho tôi ngày ngày đòi tiền rồi đe dọa tôi sẽ up video nóng nếu như không đưa tiền tưởng sẽ được cùng trai trẻ sống trọn đời trọn kiếp thế nhưng giờ đây ngày ngày tháng tháng chỉ thấy những tin nhắn đòi tiền những thông báo trừ tiền trong tài khoản của tôi thật sự tôi không chịu nổi nữa rồi tôi phải làm sao bây giờ tôi không can tâm để phong sống yên ổn như này được Chào mọi người, em thấy trên bếp có nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh quá nên là em cũng muốn chia sẻ một chút về gia đình mình để nhẹ lòng hơn. Khi em 14 tuổi thì bố mẹ quyết định ly hôn. Mẹ em phát hiện bố ngoại tình với một người phụ nữ khác đã nhiều năm qua. Hai người còn có với nhau một đứa con gái thua em 2 tuổi. Em cũng không thể hiểu tại sao bố lại làm như vậy với mẹ trong suốt 15 năm lấy nhau mà cũng thật là kỳ lạ thay. Người đàn bà mà bố em vẫn bí mật qua lại lại là người đã có gia đình Thế mà bà ta vẫn tự tin đến tận nhà để thách thức mẹ em Cô nên ly hôn với chồng mình đi Để con gái tôi có một thân phận chính thức Có gia đình thì đã làm sao Người không được yêu mãi mãi là người thua cuộc thôi Cuối cùng mẹ em không chịu được áp lực Nên cũng chấp nhận ký vào tờ giấy ly hôn Mà không cần bất cứ tài sản nào Em cũng rời xa mẹ từ đó và sống chung với bố Nhưng sự thật Việc sống chung cùng với mẹ kế chưa bao giờ dễ dàng cả mọi người ạ. Bố em luôn luôn bận rộn công việc nên một mình em phải tự làm hết mọi việc, từ việc nhà đến việc học của con Kiều, con của mẹ kế, chăm sóc bố khi bố say. Bà ấy là mẹ nhưng mà chưa từng động tay động chân vào một việc gì mà suốt ngày chỉ đi làm đẹp và đánh bài từ sáng đến tối muộn mới về. Em cũng có hỏi han mấy lần nhưng mà chỉ nhận được những lời lẽ không hay. Mày im mồm đi, nước đầu quá. Việc của tao thì tao tự biết, không phải dạy đời ai cả. Mày y như cái con mẹ mày vậy, chỉ đứng đấy thôi mà nói người khác. Cũng chính vì tính cách của bà ấy như vậy nên con gái của bà là cái Kiều cũng bị ảnh hưởng không ít. Khi em học lớp 12, Kiều mới học lớp 10 thôi, nhưng con bé rất giỏi làm điệu, nó luôn ghen tị với mọi thứ mà em có. Nó không muốn cùng đi xe với em đến trường nên là đã nài nỉ bố mua xe mới, quần áo cũng phải đắt hơn của em ở nhà thì con bé chẳng bao giờ động tay đến việc nhà chỉ nằm tán chuyện với mấy anh trai lạ mặt suốt đêm ngày hôm đấy em đang ngồi nói chuyện với con bạn ngoài vỉa hè thì em bắt gặp kiều đi ra từ khách sạn với một người đàn ông trung tuổi em không tin vào mặt mình nên là đã chạy đến kiều em làm gì ở đây vậy đây là ai mày đi về ngay chứ chị em kéo tay em ấy nhưng mà kiều hất em ra rồi dõng dạc nói tôi làm gì thì kệ tôi chị không có quyền xen vào mà chị không thấy tôi đang đi với bạn trai sao mà hỏi rồi em mới cứ thế bỏ đi cùng người đàn ông ấy về nhà em còn nói chuyện này với mẹ kiều nhưng mà bà ta có vẻ rất bình tĩnh đón nhận việc yêu đương của con bé làm sao mà tao can thiệp được đến tao là mẹ nó tao còn không lo thì mày lo làm cái gì kể từ ấy mọi chuyện liên quan đến hai mẹ con nhà bà ta em cũng không muốn để ý tới nữa Em không ghen ghét gì hai mẹ con nhà đấy Nhưng với tính cách như thế này Thì khó mà sống hòa thuận được Sau khi học xong lớp 12 Em lấy học bổng đi du học ở Đức Và gia đình em thật sự rất là nhiều biến cố Mẹ kế của em Sau một khoảng thời gian sung sướng quá Nên tiêu pha quá đà Cộng thêm cờ bạc Nên mang nợ về nhà bắt bố em phải trả một khoản tương đối lớn Chưa kể Bà ta còn cặp kè với người đàn ông khác Và bị bố phát hiện vì thế mà bị đuổi ra khỏi nhà không tương tiếc Còn con bé Kiều Con bé không khác gì người mua vui cho cái đàn ông Vì ngủ với nhiều người Nên khi có bầu Nó cũng không biết đó là con của ai Và quyết định từ bỏ đứa con của mình Sau đó ngựa quen đường cũ Cặp với cha đã có vợ và bị phát hiện Con bé bị đánh một trận tơi tả Thương tích hết cả người Phải nằm viện cả tháng trời để dưỡng thương Không thể trách số phận được mà do chính họ đã kéo cuộc đời mình xuống lấm bùn như vậy em không thể xót so thương cũng chẳng hả hê được dù gì cũng là cùng cha khác mẹ mà sau vụ việc bố gọi điện tâm sự với em rất nhiều và bố cũng hứa sẽ không đi thêm bước nào nữa tập trung vào sự nghiệp của mình và nghỉ ngơi sớm hơn giờ nói hai từ hối hận bố em cũng không hề xứng đáng nhưng cũng coi như là ông ấy đã biết quay đầu lại hiện tại thì cuộc sống của ba con em rất ổn chỉ còn một năm nữa là em sẽ về nước để làm việc Hôm nay em kể câu chuyện này với mục đích chia sẻ về gia đình Và cho mọi người thấy rõ gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi ạ à. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Năm 20 tuổi tôi lấy Trung làm chồng Khi ấy anh vừa học xong kế toán Công việc cũng bấp bên Từ quản trị vào Cần Thơ lập nghiệp Cô gái quê xinh đẹp chất phát ít học như tôi Lại phải lòng anh nhà nghèo tri thức Những tưởng hạnh phúc sẽ vung đầy Khi anh đi làm tựa ở nhà nội trợ chăm con ấy thế mà sau khi lấy nhau một năm tôi sanh con gái đầu lòng tưởng anh sẽ vui vì cô công chúa xinh xắn chào đời ngờ đâu anh bảo có mỗi thằng con trai mà cũng không biết đẻ thì cô làm gì ăn đã ở nhà ăn bám chồng mà mỗi chuyện đẻ đái cũng làm không xong để tôi tìm người khác đẻ thay cô nói xong lời cay nghiệt ấy anh cũng dứt áo ra đi để lại mẹ con tôi bơ vơ, vơ ở lại nhà ngoại đã thế anh còn đi khắp nơi trêu trao. Từ ngày dọn ra khỏi cái nhảy, công việc phất lên như gió ấy. Vừa làm kế toán vừa cho vay bên ngoài, mà chỗ nào cũng thắng lớn. Thật sự ngày xưa lấy con anh vì muốn cấm trụ đất Cần Thơ này thôi. Giờ trụ vẫn rồi ra đi là đúng lúc, ở với nó chả được tích sự gì ngoạn bám. Anh đâm đơn ly dị, nhất quyết một mực ly hôn vì cho rằng ở với tôi đen đuổi, rằng tôi và con là khắc tinh hủy hoại sự nghiệp của anh khi ấy còn còn quá nhỏ tôi không dám hó hé lời nào nuốt ngược nước mắt vào trong cầm từng đồng bạc lẻ ban phát của anh mà nuôi con tháng có tháng không và tôi còn nghe loáng thoáng anh cặp với cô bồ nào cũng là dân cho vay thứ thiệt biết là làm không lại nên suốt cả một thời gian dài tôi im lặng chịu đựng chắc móc từng đồng bạc lẻ chạy vay đầu này đầu kia cuối cùng tôi cũng học xong cái nghề tôi nhờ bà ngoại chăm con tiếp vì bên nội ai cũng nghe lời chồng tôi xem mẹ con tôi chả khác nào con báo đời. Tôi chăm chỉ học cái nghề may để nuôi thân. Kết quả sau hơn 2 năm cố gắng, tôi mở được cái tiệm may chuyên đầm thiết kế. Khi ấy mảng thời trang đo may trộn lên hẳn, tôi phớt lên ngó thấy chắc tại trời thương. Tôi lấy lại phong độ sau cú sốc vấp ngã. Hôm đấy anh về nhà thăm con, tôi cũng lịch sự nhã nhặn mời anh vào nhà và dắt bé con ra cho bố mẹ gặp. Đồng thời bảo từ nay anh không cần chu cấp cho bé Trân nữa, tháng có tháng không mang tiếng nhận tiền chứ có ra động ôm gì đâu, chỉ mang tổ mang tiếng thôi. Anh bảo, hay mày được thằng nào bao nuôi, dạo này thấy mày cũng ngon nghẻ đó, gặp được anh nào rồi hả? Tôi giận dữ đáp, tôi có đi lấy ai đi nữa cũng chả ảnh hưởng đến gia phả nhà anh, nên nhớ chúng ta đã ly hôn về mặt pháp luật, tôi là người độc thân, trừ khi tao lấy cha mày làm chồng thì mày hãy lên tiếng nghe chưa? Tôi nói dứt câu, trung lao lại túm tóc tôi, thì đúng lúc đấy Nam có mặt Đỡ lấy tay Trung và hất anh ta ra ngoài Nói sơ qua Nam là bạn của tôi Vì cảm mến hoàn cảnh mẹ con tôi Nên cũng nhiều lần ngỏ ý lấy tôi làm vợ Nhưng tôi lại chưa chịu Trở lại câu chuyện Trung bảo À hóa cha là cái cặp mèo mã gà đồng đây à Đồ cái con đàn bà lăng loạn chắc nết Thừa lúc không có chồng ở nhà nhỡ thói mang trai về à Mày cẩn thận không đã tẩn cả mẹ lẫn con ấy nhắc Con điếm Tôi đáp mày nên nhớ chính mày đã bỏ mẹ con tao lúc con còn đỏ hỏn cũng chính mày bảo tao và con là khắc tin đời mày sao giờ về đây đòi nhận làm chồng làm cha mày lấy tư cách gì hả cái thằng hèn hả trung đáp giờ mày ngon rồi công việc có tiền cũng có cả trai cũng có nên lên mặt dạy đời tao mày tin tao đi tao sẽ không để yên cho mày và nói đến với nhau đâu đồn con đàn bà thối nát Hắn nói xong rồi bỏ về, để lại lòng tôi với mối hỗn độn đau đớn. Rõ ràng những năm tháng qua hắn chưa bao giờ làm tròn vai trò của một người làm cha người chồng. Vậy mà ly hôn rồi, hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Thói ích kỷ vũ phu gia trưởng của người đàn ông như thế, cứ vận vào người tôi như ma trêu quỷ ám chẳng chịu rời đi. Ít lâu sau, Trung quay về tìm tôi. Nghe nói anh bị cô bồ giàu có, đá dắt dò, con nợ thì giật không ai chịu trả, công việc thì bị sa thải. Anh lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu, đêm đó đã khuya tôi nghe tiếng gõ cửa ra mở thì thấy chồng cũ tìm về anh bảo anh à anh xin lỗi mẹ con em anh đã sai giờ anh chẳng còn gì cả chỉ còn mẹ con em thôi em hãy cho anh một cơ hội như con, con chúng ta có đủ cha đủ mẹ nha em tôi lạnh lùng đáp tôi có thể giúp anh vài triệu vì tình vì nghĩa nhưng tình yêu thì hết rồi anh à chúng ta không thể nào sống cùng nhau được tôi là khắc tinh của anh anh quên rồi hả Nói xong tôi lấy 5 triệu cho anh mượn, đồng thời thuê giúp anh nhà trọ cọc trước 3 tháng để anh có nơi ở mà làm lại cuộc đời. Xong thời gian này anh thay đổi lắm, tôi chỉ làm ăn, xin được việc kế toán gần nhà. Anh thường xuyên thăm nơm bé Trân, dù tôi hạn chế ít cho tiếp xúc. Lúc này mối quan hệ của tôi và Nam tốt đẹp hẳn. Anh đã thưa chuyện với gia đình, sang năm sẽ lấy tôi làm vợ. Niềm vui hạnh phúc như gần kề thì tôi lại tiếp tục gặp kiếp nạn. Hôm đó Trung lấy cớ lãnh lương tháng nên xin tôi dẫn bé Trân đi siêu thị. Tôi cũng tin tưởng anh thay đổi nên để bố con có không gian riêng với nhau. Có về đâu anh bế con sang nhà anh Nam gặp ba mẹ bên đó. Anh ra sức năng nỉ bảo là vợ chồng tôi đã quay lại với nhau. Vì con cái nên chúng tôi không thể bỏ nhau được và con tôi không thể nào sống thiếu cha. Anh còn hạ giọng tiểu nhân nhờ hai bác khuyên Nam buông tha cho mẹ con tôi. Nếu tôi đến với Nam, anh sẽ tự tử vì mất vợ và con. Trời ạ, à, tôi không tin được người chồng tệ bạc của mình giờ đây còn thêm thói đê hèn đến như vậy. Thật sự hết phương cứu chữa. Lúc này tôi thật sự không biết giải thích thế nào với gia đình anh Nam vì Trung diễn quá đạt và tôi ở kẻ ở giữa đang chơi vơi giữa dòng. Hôm ấy Trung đến nhà tôi theo lịch dẫn bé Trân đi chơi. Tôi bảo anh ngồi xuống rồi ôn tồn nói. Anh Trung nè, anh bảo với gia đình anh Nam nếu tôi và anh Nam đến với nhau thì anh sẽ tự tử vì mất vợ và con hả? Thế anh nói mà không biết ngượng mồm sao anh? Người chết là tôi đây này. Ngày tôi lấy anh rồi bị anh hắt hủi là đời tôi coi như chết đi một nửa. Tôi mới dần tìm được mạch sống, tìm được hạnh phúc thì anh lại một lần nữa chen ngang. Anh không nhớ cái ngày anh bỏ mẹ con tôi đi hả? Anh hiên ngang dũng mãnh lắm mà. Còn người khi ấy đâu rồi? Sao bây giờ lại dở giọng tiểu nhân nói dối như vậy? Tôi thề trước tổ tiên trên có trời dưới có đất. Dù tôi có lấy ai hay ở vậy suốt đời, tôi cũng không bao giờ quay trở về làm vợ của anh. Anh hãy nhớ lấy thấy tôi tuyên bố hùng hồn nên trung cũng lật mặt như bánh tráng bảo được thôi nếu cô đã nhất trí như thế thì tôi cũng nói luôn giờ tôi cần 500 triệu để xây nợ cô muốn những ngày tháng sau này yên ổn sống cùng nhân tình thì chia tiền ra tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô trung nói dứt lời thì anh nam cũng xuất hiện đấm vô mặt hắn một phát rồi bảo mày điên hả người như mày một cắt cũng không đưa chứ đừng nói là 500 triệu Ta đã gửi đơn tố cáo mày, quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con anh rồi. Mày chờ ngày mà hầu tòa đi. Sẵn nói luôn là tháng sau tao và anh sẽ đám cưới, rồi dọn hắn về nhà tao ở. Lúc đó, tao coi mày sẽ dở trò gì. Tao đợi mày đấy. Trung bị đánh ê chề nhục nhã. Hắn bỏ đi vì biết chẳng ăn vạ được nữa rồi. Thật đáng sợ khi gặp phải người chồng người cha tệ bạc đến đường cùng như vậy. Mong các bạn nghe qua câu chuyện của hướng lựa chọn người bạn đời cho riêng mình. Đừng để rơi vào tình huống như tôi. Eo ơi! Con gái khó hiểu thật đấy Chào tất cả mọi người đang theo dõi video này ạ à. Cho mình hỏi đúng một câu hỏi thôi Mà câu hỏi này Mình muốn trực tiếp hỏi các chị em luôn nha Có bao giờ các chị em thấy Bản thân mình khó hiểu vải trưởng ra không? Cả lời thật lòng đi xin đấy Mình mệt mỏi quá Chuyện là mình có em người yêu sinh viên năm 2 học ngân hàng Thế mà gần đây đang yên đang lành Em đòi chia tay một cái lý do vô cùng củ chuối Không hiểu học ở đâu ra để mình kể cho các bạn nghe chuyện từ đầu tới cuối ha. Lúc chưa yêu thì không sao. Lúc yêu vào rồi thì mới thấy yêu đường lắm vấn đề thật hả chứ. Mình quen người yêu mới được vài tháng thôi. Mình thì tục dạng nói nhiều, nói lắm. Ngồi đâu cũng buông được, chuyện gì cũng bắt sóng được. Nói chung là thuộc các thể loại không bao giờ chịu ngồi im lặng cả. Mà phải nói, nhất là gặp bạn bè, người yêu thì cái độ nói nhiều cứ phải gấp 10 lần. Thế là em người yêu mình mới bảo mình trong một hôm đẹp trời anh nói ít đi được không? sao anh nói nhiều thế? đi đâu cũng nói từ đầu tới cuối anh tém tém lại đi cứ như sợ người ta không biết anh vui tính hòa đồng hay gì người ta lạnh lùng các thứ anh thì cứ bô bô ra cái gì cũng nói nói ít thôi làm nhiều đến xem nào từ giây phút em người yêu nói mình té tát như vậy mình cũng không cần biết đúng sai mà tự sửa cái thói nói nhiều của bản thân luôn dần dần thì cũng quen đi chơi với mọi người mình kiệm lời hơn rất nhiều chỉ cái gì cần nói mới nói chứ những chuyện vu vơ bình thường mình cũng sẽ không nói quá sâu hay nhiệt tình như trước nữa phần lớn là sẽ lắng nghe mọi người tâm sự và chia sẻ các vấn đề với nhau người yêu mình cũng có nói chuyện ít lại chút chút và không lại có vấn đề xảy ra em người yêu mình lại nói tiếp sao anh chán thế mình khó hiểu nên mới bảo ai chán sao em lại bảo anh chán sao anh đi chơi mà cứ ngồi câm như hến ấy đi chơi với em của một mình em nói đi chơi với bạn em thì cũng ngồi im như tượng không hỏi han bắt chuyện anh thiếu thịnh tế nó vừa vừa thôi chứ Em bảo anh nói ít đi Chứ không phải bảo anh không nói gì Khổ thế Anh nói cũng không được Mà không nói cũng không được Chứ em còn muốn sao nữa Thì anh phải xem tình huống nào thì nên nói Tình huống nào thì không chứ Anh không biết nắm bắt tình hình được à Mình lại xin lỗi người yêu Rồi giải thích các kiểu các thứ Là mình lắng nghe mọi thứ Chứ không phải không thèm tiếp chuyện Người yêu mình giận mấy hôm rồi lại thôi Sau đợt đấy Cái thói nói nhiều của mình lại tái phát mình bắt đầu nói nhiều lại gặp cái gì cũng có thể thành câu chuyện được và rồi một ngày gần đây em nghĩ mình lại tăng xong bảo sao em ghét anh quá ờ sao mà ghét sao anh nói lắm thế anh nói vừa thôi xem nào lúc nói ít quá lúc nói thì rõ lắm mà làm gì thì cũng không có chính kiến sao cái gì cũng phải hỏi em mình ngớ người ra mới bảo ô hay em là người yêu anh thì anh không được kể cho em à chịu anh muốn sao thì làm mình chia tay đi em khó chịu vì mấy cái tật của anh quá rồi mình không chịu chia tay và nhất quyết không chia tay sau đó cũng không thấy em chặn hay gì cả nhưng cả hai không nói chuyện với nhau cả hai tuần rồi Ai, chắc pha này toan thật rồi con gái khó hiểu quá thực sự khó hiểu chứ chào mọi người em là nam hôm nay em muốn lên đây để khoe với mọi người là em có một người mẹ vô cùng tuyệt vời có thể nói là một người mẹ quốc dân mà chắc chắn ai cũng muốn có luôn. Mẹ em năm nay 39 tuổi, nhưng mẹ em không hề cổ hủ như mẹ các bạn khác. Mẹ luôn ủng hộ sở thích của con mình. Em có ngủ đến 12 giờ trưa dậy mẹ cũng chẳng nói, hay mắng một câu nào. Có lần em hỏi mẹ sau này con dâu mà ngủ đến 10 giờ trưa thì mẹ sẽ nói như thế nào. Mà em chỉ cười rồi bảo. Nó mà ngủ đến 10 giờ trưa thì bảo nó gọi mày dậy đi ăn hàng với mẹ, khỏi cần nấu nướng gì. Mặc dù mẹ em thoải mái như vậy, nhưng em chưa bao giờ ngủ quá 8 giờ sáng vì em còn phải dậy để phụ mẹ công việc trong nhà. Chính vì vậy, nên mẹ cũng rất tôn trọng và không hề cấm cản sở thích của em. Có hôm, em thấy trên tivi người ta bán sầu riêng ăn thấy khá là ngon, em mới hỏi mẹ là sầu riêng có ngon không mẹ. Ngay chiều hôm đó, mẹ em mua cho em 3 kg sầu riêng cho em ăn đã đời luôn mọi người ạ. À. Rồi có hôm, mẹ em học được bí kíp nấu thịt kho tàu ngon của bạn, mẹ em nấu cho em ăn em ăn giàu thấy ngon quá nên có khen mẹ nấu ăn đỉnh. Rồi cả tuần đó, một ngày em ăn ba bữa chỉ có thịt kho tàu thôi mọi người. Mẹ em cũng chưa bao giờ áp lực việc học tập hay bắt em phải học quá giỏi hay như thế nào cả. Em cũng biết vậy, nhưng có bố mẹ nào mà không muốn con mình học hành tốt cơ chứ. Em tự ý thức được bản thân không có áp lực thì phải cố gắng để bố mẹ hãnh diện, nên em đã đăng ký học thêm IELTS và tiếng Trung. Mẹ em thấy em học nhiều vậy còn cản em, bảo em là học nhiều vậy mà không cần mẹ chỉ muốn em được vui chơi phát triển khỏe mạnh mà thôi em phải xin mẹ mãi mẹ mới cho em học thêm ai eo mọi người ạ à. có nhiều hôm em ôn bài đến đêm mà em thấy vậy liền vào bảo em đi ngủ học khuya ảnh hưởng tới sức khỏe chắc chỉ có mỗi khi mẹ em cấm em học khuya thôi mọi người ạ à. hôm vừa rồi em có kỳ thi thử trước khi kết thúc năm học hôm đi thi mẹ em nấu cho em biết bao nhiêu là món ăn như xôi đổ để em có thể làm bài đổ hay là món đậu sốt cà chua để ăn vào có thể làm bài đậu. Xong mà em còn hỏi em có cần đập đầu vào tủ nữa không để thi trúng tủ thì em bảo là đập đầu vào tủ là ngủ luôn khỏi cần thi. Lúc em bước vào phòng thi mà em còn đứng bên ngoài động viên em bình tĩnh làm bài. Mặc dù chỉ là thi thử để đánh giá học lực đến đâu thôi nhưng hôm đó thực sự thì em không làm bài tốt. Cộng thêm việc cô giám thị cứ đứng bên cạnh lườm làm em thấy áp lực vô cùng cuối cùng thì kết quả không được như mong muốn mọi người ạ à. em không thể hoàn thành bài thi thử một cách tốt nhất em khá là buồn lúc bước ra ngoài mẹ em có hỏi hôm nay con trai yêu của mẹ có làm bài được không em chỉ dám đưa đôi mắt đầy tội lỗi cho mẹ và lắc đầu buồn bã mẹ em liền mỉm cười nhân hậu rồi vỗ vai em bảo là thôi không sao con ạ à. đây chỉ là thi thử thôi không có gì phải buồn sau này có thi thật thì về nhà đi làm giám đốc ở công ty bố Lúc này em chỉ biết nhìn mẹ cười rồi lặng lẽ bước lên con Maybach S450 của bố em mà thôi. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em. Chúc mọi người thật vui vẻ nha.